chào các bác nhé. Em lên sóng phục vụ các bác một cái chiếc hộp ẩm cực VIP. Trong cái thời điểm mấy hôm nay đang vào chuẩn bị vào cái thời tiết nồm ẩm, các bác có nhu cầu các bác tranh thủ nhé. Một con siêu VIP của hãng Hitachi RD250EX. Cực đẹp luôn. Cực đẹp các bác nhé. Cực mới. Cực đẹp, cực mới luôn. Khủng long. Quá đẹp. Rất hiếm con được như này các bác. Quá mới luôn. Hitachi có bánh xe đẩy đó nha, đẩy tứ tám hướng luôn. Hút 25 lít một ngày. Đấy, 25 lít kinh khủng luôn. Điện 220V 330W. Quá mới. Con này rất là ít có nha, phím cảm ứng luôn này, cực đẹp. Phím cảm ứng các bác điều chỉnh được các cái chế độ, điều chỉnh tốc độ quạt này. Đấy, giảm tốc độ quạt đi này, swing đảo gió này. Các chế độ trên màn hình các bác nhìn thấy báo cả nhiệt độ luôn nhé. Hôm nay thời tiết miền Bắc rất là lạnh này, 12 độ C mà độ ẩm hôm nay thấp, có 61% thôi. Đấy, mình có thể chuyển sang chế độ hút ẩm, cài đặt theo phần trăm các bác muốn nhé. Đấy, cài đặt theo phần trăm muốn luôn. Đây, các bác là cài đặt 30% xuống, hút xuống này. Hút xuống 35, tùy mình hút theo bao nhiêu thì tùy nhá. Đấy, chế độ im lặng này. Hẹn giờ này, tắt này, swing đảo gió này, lock khóa này, giữ nhẹ, phím cảm ứng các bác chạm nhẹ tí là nó khóa thôi. Đấy, giữ lại nó khóa luôn nhé, nó không bấm được nhé. Màn hình xanh cực đẹp, hàng VIP rất hiếm các bác. Năm sản xuất của nó tem nguyên bản 2016 này, cực VIP, cực đẹp luôn. Bình nước con này rất to các bác nhá, bình nước to chứa được rất nhiều nước mà. Đấy, yeah. Quá mới, đẹp. Hàng không có nhiều đâu các bạn, hàng này rất hiếm luôn nhé, không phải lúc nào cũng có đâu ạ. Chiếc này bán 5,8 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Các bạn có nhu cầu và alo nhé. Chưa phí vận chuyển, chưa Việt Nam, ship hàng toàn quốc, không bao ship. Con này ship đi toàn quốc mất khoảng 100.000 các bạn. Hình thức mua bán đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt. Chào các bác nhé.